Làm thế nào để biết tuổi của rùa? Nói chung, mọi người rất chú ý đến tuổi thọ của rùa, nhưng điều này không dễ dàng. Trừ khi bạn có mặt ngay ngày rùa chào đời, thì bạn sẽ biết chính xác câu trả lời mình muốn nhận. Nhưng với 3 cách dưới đây, bạn cũng có thể xác định tuổi của rùa một cách tương đối. Đặc biệt hơn, qua đây, bạn còn biết được một cách tương đối về quá khứ của rùa, đã được chăm sóc thế nào trong quá khứ. Cùng xem các cách xác định tuổi rùa nhé! Cách 1. Đếm đường sinh trưởng. Bạn có thể đếm vân ở một mảnh giáp trên mai rùa. Giáp là những chiếc vảy lớn bao bọc mai. Nên nhớ, phương pháp này chỉ giúp bạn ước đoán tương đối bởi những vân mai này phát triển khác nhau qua các giai đoạn no, đói của rùa. Nói cách khác, mai rùa sẽ phát triển thêm vân khi chúng rất đói hoặc ăn thật nhiều, chứ không chỉ phát triển vào mùa hè và mùa đông. Bạn có thể nhìn vào hình minh họa này. Trên mai rùa sẽ có các đường sinh trưởng. Tâm trên mỗi miếng giáp giống như một mảnh có kích thước cỡ hạt đậu. Chiều rộng và độ hẹp của khoảng cách giữa các đường sinh trưởng phản ánh tốc độ sinh trưởng ở các giai đoạn khác nhau. Với các đường sinh trưởng càng sâu thì khả năng cao đó là thời điểm nó ngủ đông. Nếu rùa được nuôi trong nhà với nhiệt độ ổn định, các đường sinh trưởng sẽ rất nhẵn và xỉn màu. Các vòng sinh trưởng thường trộn lẫn vào nhau, không dễ đánh giá. Tất nhiên, ngay cả khi chúng được nuôi ở nhiệt độ ổn định thì tốc độ tăng trưởng của rùa vẫn sẽ chậm lại vào mùa đông. Vì chúng vẫn giữ thói quen ngủ đông trong suốt hàng trăm triệu năm tiến hóa. Với hình số 2, bạn có thể thấy đường sinh trưởng số 1 và số 5 tương đối sâu. Khoảng cách giữa chúng với các vòng khác là rất hẹp. Điều này cho thấy con rùa này lúc 1 tuổi và 5 tuổi từng được ngủ đông hoặc nuôi ở môi trường nhiệt độ thấp. Còn những năm còn lại thì nuôi ở môi trường có nhiệt độ ổn định và ấm hơn. Còn đây là hình ảnh điển hình của một loài rùa hoang dã. Có đặc điểm là các đường sinh trưởng sâu. Bạn có thể dừng màn hình lại để tập đếm. Đếm kỹ thì tuổi đã hơn 12 tuổi. Cách 2. Xác định tuổi của rùa bằng cách cân nó trên cân. Lấy các loài rùa thông thường làm ví dụ, trọng lượng của một con rùa cái trong năm đầu là 15 gram. Rùa 2 tuổi nặng khoảng 50 gram. Rùa 3 tuổi nặng 100 gram. Rùa 4 tuổi, 5 tuổi nặng khoảng 250-350 gram. 6 tuổi thì khoảng 400 gram. Con số này sẽ tương đối khác nhau giữa các loài rùa khác nhau. Rùa đực sẽ lớn chậm hơn. Cách 3. Đo chiều dài mai rùa. Ví dụ với rùa tai đỏ, những con có chiều dài mai dưới 5-6cm thường khoảng 1 tuổi. Những con có chiều dài mai 6-10cm là từ 1-3 tuổi. Những con có chiều dài mai từ 10-17 hoặc 18cm là trên 3-5 tuổi. Chiều dài trên 17cm là rùa trưởng thành, không dễ để đánh giá tuổi ở giai đoạn này vì rùa trưởng thành đã ngừng phát triển. Trên đây là số liệu sơ bộ, các bạn có thể tham khảo.